Hello thầy. Hello Trung Hiếu. Ông chào. Rồi, ok, các bạn bật hết cam lên lên chưa? Bật hết cam lên thế nào? Khánh Nam đâu? Đây ạ. Ok. Rồi đi ta nào, bây giờ chúng ta học bài nào. Hôm trước là chúng ta đã học về cái phần lũy thừa của một số hữu tỉ đúng không? Chúng ta sẽ giờ chúng ta sẽ sang đến cái vấn đề số 2 của chúng ta. À, thì nhắc lại một chút này. Lũy thừa một số hữu tỉ của chúng ta này phải có là A mũ N thì bằng A nhân A nhân A nhân A đúng không? Ở đây nó là N thừa số A. Được chưa nào? Tiếp theo A mũ 0 bằng mấy? A mũ 0 bằng bằng 1, được chưa? Tiếp theo là có là A mũ M nhân với A mũ N thì bằng A mũ M nhân N. Đây là những công thức mà bắt buộc chúng ta phải nhớ. A mũ M chia cho A mũ N thì bằng A mũ M trừ N, được chưa? Tiếp theo đây cộng cộng. Tiếp theo là có là A mũ B A mũ A nhân B mũ M thì bằng A mũ M nhân với B mũ M. Được chưa? Tiếp theo là A chia cho B mũ M thì bằng A mũ M trên B mũ M. Được chưa? Tiếp theo là A mũ M tất cả mũ N thì bằng A mũ M nhân N. Được chưa nào? Ở trong cái phần này thì chúng ta đang liên quan đến cái phần đó là tính toán liên quan đến lũy thừa của một số hữu tỉ. Được chưa? Vậy thì cái dạng bài tập đầu tiên của chúng ta là cái phép toán. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái phần tiếp theo đó là cái bài toán tìm x của chúng ta. Nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang vào bài toán tìm x nào. Thì đối với lại bài toán tìm x ở đây thì các con cũng sẽ vận dụng các cái này. Vận dụng các cái công thức này để chúng ta giải quyết, được chưa? Cụ thể như sau. Công thức này thì xóa nhá. Bạn nào mới chưa chữa kịp thì chúng ta sẽ xem lại cái ảnh sau. Cái ảnh sau buổi học ấy thì thầy sẽ gửi vào trong cái nhóm Zalo luôn. Nào. Ở đây bài toán tìm x của chúng ta. Câu A là x chia cho trừ 1/2 mũ 3 bằng 1/2. Vậy thì lúc này các con sẽ có được đó là cái gì? Ta sẽ có x nó sẽ bằng âm 1 phần 2 nhân với âm 1 phần 2 mũ mấy? Mũ 3. Đúng không? Thì lúc này các con sẽ có là x ở đây nó sẽ bằng âm 1 phần 2 mũ mấy nào? Mũ 4, tức là bằng 1 phần mấy nào? 16. Cái này thì buổi hôm trước chúng ta luyện rất là nhiều rồi, đúng không? Tiếp theo, câu B ở đây là 3 phần 4 mũ 5 nhân x bằng 3 phần 4 mũ 7. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có được đó là x nó sẽ là bằng 3 phần 4 7 chia cho mấy? 3 phần 4 mũ 7 chia cho 3 phần 4 mũ 5. Vậy thì x ở đây nó sẽ bằng mấy nhỉ? 3 phần 4 mũ 7 trừ 5 là 3 phần 4 mũ 2. Và cụ thể nó bằng 9 phần mấy nào? 16. Vậy thì đây là cái bài toán x của chúng ta, câu A và câu B. Ví dụ đầu tiên, ví dụ tiếp theo của chúng ta, chúng ta làm để bắt đầu thầy hỏi. Bạn Đỗ Minh Châu, câu A có làm được chưa? Bạn
Lê Minh Trang nào. Lê Minh Trang chưa xong đúng không? Bạn Trung Hiếu ra chưa? Yeah. Trung Hiếu ra rồi à? Bao nhiêu? Các bảo kết quả bằng bằng bao nhiêu? Nào, thầy lại chưa có cái đáp số của cái bài này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu luôn nha. Vậy thì ở cái câu A này này, cái con có ở đây là x cộng với 3 phần 4 mũ 2 nhỉ? Đúng không? X cộng với 3 phần 4 mũ 2 ở đây thì nó sẽ bằng 4 phần 9. 4 phần 9 thì nó lại bằng 2 phần 3 tất cả mũ 2. Được chưa? 4 phần 9 ở đây thì nó sẽ là bằng 2 phần 3 tất cả mũ 2. Thì khi 4 phần 9 nó bằng 2 phần 3 tất cả mũ 2 đấy, thì ở dưới cái dạng là A bình của chúng ta bằng B bình. Thì các con lưu ý rằng nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp 1 hoặc là A bằng B hoặc là A bằng âm B. Thì chúng ta sẽ có trường hợp 1 như sau. Trường hợp 1 ở đây là x cộng với 3 phần 4 nó sẽ là bằng 2 phần 3, đúng không? Thì lúc này các con sẽ có là x bằng 2 phần 3, x sẽ bằng 2 phần 3 trừ đi 3 phần 4. Bạn Thi Vân à, 2 phần 3 mà trừ 3 phần 4 bằng bao nhiêu Thi Vân? Là bằng 8 phần 12 trừ 9 phần 12 là bằng âm 1 phần 12. Đúng rồi, trường hợp 2 của chúng ta, trường hợp 2 ở đây đó là x cộng 3 phần 4, được chưa? X cộng với 3 phần 4 ở đây thì nó là bằng âm 2 phần 3. Vậy thì x bằng âm 2 phần 3 trừ đi 3 phần 4 bằng bao nhiêu Thi Vân? Tiếp bằng bao nhiêu con? Là bằng 8 âm 8 phần 12 trừ 9 phần 12 là bằng Ở âm mấy? 17 phần 12. Âm 17 phần 12. Được chưa? Vậy x của chúng ta nó sẽ thuộc vào gì? X của chúng ta ở đây nó sẽ thuộc vào là hai cái giá trị, đó là trừ 1 phần 12 và trừ 17 phần mấy? 12. Được chưa? Con quên là trường hợp hai thầy ơi. À, vậy thì các con sẽ phải đưa vào cho thầy cái chú ý như sau. Chú ý hôm nay thầy viết thế này ghi kịp chưa Khánh Nam? Thầy viết chậm hơn chưa Khánh Nam đâu? Tôi ạ. Ok, thầy viết thế này con ghi kịp chưa? Không kỳ rồi. Ok, con luyện dần cho thầy nhá, luyện dần lên cho thầy. Vậy chú ý ta sẽ có như sau. A bình phương bằng B bình phương thì nó sẽ có rằng là hoặc là A bằng B hoặc là A bằng âm B. Đó. A bằng B hoặc là A bằng âm B. Thì đấy là câu A của chúng ta. Các con ghi cho thầy chú ý này. Sau đấy lấy cái phấn đỏ hoặc là lấy cái bút màu khác đóng khung vào cho thầy. Những cái phần chú ý như này là những cái phần các con cần phải ghi nhớ. Được chưa? Đó, những phần này là những phần các con rất cần và phải ghi nhớ. Vậy thì tiếp theo ở đây, câu B ở đây, ta có như sau. Ta có là 5 mũ x xì cộng 1 trừ đi 2 nhân 5 mũ x bằng 75. Ở đây cái bài toán này thì bài toán nó liên quan đến công thức. Ở đây đó là A mũ M cộng N thì bằng A mũ M nhân với A mũ N đúng không? Thì từ đây các con sẽ có được đó là 5 mũ x cộng 1 này nó bằng 5 mũ x nhân với lại là 5. Đó. Từ đó chúng ta sẽ có được cái biểu thức x bằng bao nhiêu. Còn cả lớp comment cho thầy. Cả lớp comment cho thầy cái đáp số nhá. Bạn Thi Vân ra này.
Khánh Vy ra này. Đó. Khoảng còn lại. Vậy chúng ta sẽ có như sau này, nó có là 5 mũ x cộng 1 thì nó bằng 5 nhân với 5 mũ x trừ đi 2 nhân 5 mũ x bằng mấy? Bằng 75. Thì con sẽ có được là 5 trừ đi 2 là 3 nhân với 5 mũ x bằng mấy nào? Bằng 75. Vậy lúc này chúng ta sẽ có rằng là 5 mũ x nó bằng 75 chia cho 3 là bằng 20 mấy? 25. 5 mũ x của chúng ta bằng 25. Thì con sẽ có được đó là 5 mũ x của máy nào? Bằng 5 mũ 2. Suy ra x máy nào? X bằng 2. Được chưa? Suy ra x của chúng ta sẽ bằng máy nào? X của chúng ta sẽ bằng 2. Đấy. Thì đó là gì? Đó chính là cái nội dung câu B của chúng ta. Được chưa? Ok, xong nhá. Các bạn là sẽ tập trung vào cái phần ví dụ tiếp theo thầy nào. Chúng ta sẽ có 3 câu. X mũ 6 trên 25 thì nó bằng 625. X trừ đi 1 mũ 3 bằng 343. X mũ 2 trừ 4 bằng 4096. Bạn nào ra rồi? Khánh Nam à? Khánh Nam là cậu A ra rồi à? Khánh Nam là cậu A này. Bây giờ gọi tiếp này. Bạn Lê Vũ Phương Thảo nào? Cậu A làm được chưa? Nguyễn Phương Linh làm được chưa con? Phương Linh làm được chưa nào? Phương Linh, Phương Linh. Bạn Gia Khánh nào? Gia Khánh cậu A làm được chưa? Chưa Chưa ra. Khánh Vi. Khánh Vi cậu A này cậu làm được chưa? Chưa ra được đúng không? Vậy thì bây giờ ta có như sau. Ta có x mũ 6 chia cho 25. Thì lúc này các con sẽ có là x mũ 6 nó bằng 25 nhân với lại là 620 mấy? 625. Được không? Vậy x mũ 6 ở đây của chúng ta. X mũ 6 nha. Bây giờ chúng ta nhân hai cái này lại với nhau nó sẽ rất là vất này. Được chưa? Thì con nhìn thấy là 25 thì bằng 5 mũ 2. Nhân với 625. 625 ấy thì nó sẽ bằng 25 nhân với lại là 25, tức là bằng 25 mũ 2. Được chưa? 625 thì bằng 25 mũ 2. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có được đó là x mũ 6 là bằng x mũ 3 tất cả mũ 2. Đồng ý không? X mũ 3 tất cả mũ 2. Thì nó bằng bao nhiêu? Nó bằng 5 nhân với lại là 25 tất cả mũ 2 chưa? Đồng ý không? Đồng ý chưa? Thì lúc này các con sẽ có được, các con làm dần dần từ từ nhá. X mũ 3 tất cả mũ 2 thì bằng 125 tất cả mũ 2. Thì rõ ràng thầy vừa mới chú ý cho con xong là A bình bằng B bình thì nó sẽ có hai trường hợp, đó là A bằng B và A bằng âm B. Vậy lúc này chúng ta sẽ có này. X mũ 3 phần 2 thì ta sẽ có trường hợp 1. Trường hợp 1 là như sau.
Trường hợp 1 ở đây đó là x mũ 3 bằng 125, tức là bằng 5 mũ 3. Thì lúc này con sẽ có là x bằng mấy nào? X bằng 5. Đúng không? X bằng 5. Trường thứ hai đó là x mũ 3 ở đây nó bằng âm 125, tức là âm 5 tất cả mũ 3. Thì con sẽ có được đó là x bằng nào? X bằng âm 5. Đấy. Thì từ đó chúng ta sẽ có được đó là x nó thuộc vào đâu? Tập hợp nào? Hai trường hợp là trừ 5 và 5. Tức là câu A của chúng ta. Đấy. Tương tự nào, các bạn sẽ làm thành câu B. Tương tự các bạn làm thành câu B nào. Tương tự các bạn làm thành câu B. Comment đáp số thành câu B. Bạn nào ra rồi? Phương Thảo nào, Phương Thảo làm câu B thì xem. Phương Thảo đâu? Ba trăm bốn mươi ba bằng bảy mũ ba. Rồi, ok. X trừ 1 mũ 3 ở đây nó sẽ bằng 7 mũ 3. Đúng không? Mũ 3 là mũ lẻ. Vậy lúc này chúng ta sẽ có được đó là x trừ 1 bằng mấy? Bảy. Bằng 7. Vậy x bằng mấy nào? X Ok. Xong. X của chúng ta là bằng 8. Xong nhá. Câu C nào. Câu C bạn là Mai Thư nào. Hôm nay lớp mình có một bạn mới phải không? Hôm nay lớp mình có bạn bằng nào? tám. Tên giống con là Mai Thư à? Anh Thư hay Mai Thư nhỉ? Hôm nay có một bạn thì xem nào. Bạn là Đặng Anh Thư. Đúng rồi, ok, Đặng Anh Thư bạn mới. Cô đã chịu khó mấy buổi anh Thư nhá. vâng Ừ, anh Thư là chịu khó mấy buổi mấy phần hình, còn đại thì nó dễ, phần hình thì nó hơi khác một chút. Thì con xem lại cho thầy cái phần sách giáo khoa. Trong phần mới. Tức là chúng ta sẽ có rằng là Mai Thư và anh Thư đúng không? Mai Thư đâu? ạ. Mai Thư, okay. Mai Thư bật cam này xem nào. Có cam không? Bật cam lên đi. Bây giờ các bạn lớp 7 rồi nhỉ? 7. Nhanh quá. Lớp 7 rồi, năm sau lên lớp 8 rồi. Chuẩn bị thi vào 10 đến nơi rồi. Ta có như sau. X trừ đi 2 mũ 4 nó bằng 4096. Vậy thì bây giờ bạn nào tìm được cái thầy đó là 4096 thì nó bằng bao nhiêu mũ 4? Phương Thảo nào, bằng bao nhiêu con? Tám bốn ạ. 8 mũ 4 à? 4096 nó bằng 16 mũ 2 à? Chính xác không? 4096 mà. 4096 nó bằng bao nhiêu? Tám Bằng 84 à? À đúng rồi, 64, 64. À, 8 mũ 2 là bằng 64, thầy nhầm bằng 16, ok. 64 nhân 64 là bằng 4096. Vậy thì bây giờ cái mũ của chúng ta là mũ 4 là mũ mũ này là mũ gì? Mũ này là mũ chẵn. Đúng không? 4 là chẵn, cho nên nó cũng sẽ tồn tại hai trường hợp. X trừ đi 2 bằng 8 và trường hợp 2 là x trừ đi 2 bằng âm 8. Thì lúc này ta sẽ có là x bằng mấy nào? X bằng 10. Và x bằng mấy? X bằng âm mấy nào? Âm 6. Suy ra một điều là x ở đây nó phải thuộc vào đâu? X nó sẽ thuộc vào mấy nhỉ? X nó sẽ thuộc vào mấy? 10 âm 6. Được chưa? Đấy, thì đó chính là cái nội dung của chúng ta. Để cho bạn. Nào các bạn xong thì comment xong để thầy cho bảng nha. Tiếp tục bài toán tìm x của chúng ta. Tiếp tục bài toán tìm x nào.
À, câu này đấy nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần ví dụ tiếp theo của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ bỏ có 3 bài tìm x. Những cái bài như này, những cái bài luyện tập rất là quan trọng của chúng ta trong phần tính toán liên quan đến lũy thừa của một số hữu tỉ. Phương Linh ra rồi đúng không? Ok, các bạn còn lại để làm tiếp tục làm. Bạn nào làm xong cả ba câu, làm xong câu đầu thì làm cả câu B và câu C. Sau đấy làm ra được kết quả như nào thì con sẽ comment hết cho thầy để thầy biết là bạn nào làm đúng và bạn nào làm sai. Bạn nào chưa làm ra thì dĩ nhiên là chưa làm được rồi, được chưa? Phương Linh này. Ok, em có các bạn ra để tí lát nữa sẽ xem. Nào bây giờ thầy xem câu A xem những bạn làm đúng nào. Câu A ở đây của chúng ta. Câu A đây nào. Câu A đây nào. Đó là trừ 1 phần 3 mũ 3 nhân với lại là x bằng 1 phần 3 à 1 phần 81. Được chưa? Bây giờ câu A này, bây giờ cô đọc có thể xem những bạn nào ra đáp số rồi. Phương Linh và Thi Vân đúng không? Có hai bạn là Phương Linh và Thi Vân. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta có được đó là ở đây là 1 phần 81 là bằng 1 phần 3 mũ 4 này, không khác cơ số. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có như sau. Ta sẽ có trừ của 1 phần 3 mũ 3 các con đưa ra ngoài. Nhân với x nó bằng 1 phần 3 mũ mấy? Mũ 4. Vậy lúc này chúng ta sẽ có được cái điều gì? Lúc này chúng ta sẽ có được như sau. X nó sẽ là bằng 1 phần 3 mũ 4. Được chưa? Chia cho 1 phần 3 mũ 3. Và ở đây thầy đưa ra ngoài cái dấu này là dấu gì? Dấu này là dấu gì? Dấu trừ. Được chưa nào? Thầy sẽ đưa ra ngoài dấu này là dấu trừ. Vậy thì x ở đây nó sẽ bằng mấy? Nó sẽ bằng trừ 1 phần 3. Có đúng không? Thầy làm thế có được không? Các con có ra trừ 1 phần 3 không? Có, đúng rồi. Câu B, x trừ đi 2 mũ 4. Ô, câu này giống câu nãy rồi đúng không? Thì x trừ đi 2 mũ 4 này thì bằng 8 mũ 4. Được chưa? Thì ta sẽ có là hoặc là x trừ đi 2, cái này như là trùng đề câu nãy, nó bằng 8 và x trừ đi 2 nó bằng âm 8. X bằng mấy nhỉ? X bằng 10 và x bằng âm 6. Chưa? Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có được cái gì? Tiếp theo ta có này. X cộng với 5 mũ 3 nó bằng âm 64. Được chưa? X cộng 5 mũ 3 bằng âm 64. Vậy thì ở trong này âm 64 thì bằng mấy? Bạn Nguyễn Hào Phong âm 64 thì bằng mấy mũ 3? Hào Phong đâu? Bạn Hào Phong nào?
Âm 64 thì nó bằng bao nhiêu mũ 3 con? Con như thế là âm 64 nó sẽ bằng bốn ba Đúng rồi. Thì nó sẽ là bằng bốn x cộng 5 mũ 3 bằng âm 4 tất cả mũ 3. Được chưa? Vậy lúc này ta có là x cộng 5 của chúng ta bằng âm 4. Suy ra x của mấy nào? X bằng âm 9. Vậy x của chúng ta bằng bao nhiêu? Âm 9. Được chưa? Ok chưa? Ờ, thầy ơi, sao lại không có từ một hai Cái số mũ của chúng ta là số mũ lẻ con. Được chưa? Nếu như A hai số bình mũ trắng là bằng B có trường hợp bình. hai số mũ Đúng lẻ rồi, là chính xác, không? chính xác, chính xác. A bằng B và A bằng âm B. Còn nếu như là A mũ 3 bằng B mũ 3 thì ta sẽ gọi là A bằng B. Được chưa? Lưu ý nhá. Ok bạn nào, bà vừa mới hỏi rất hay. Tại sao số mũ lẻ nó lại không có hai trường hợp? Ok. Tiếp theo nhỉ? Chúng ta sang bài tiếp theo được chưa? Trung Hiếu. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chứng minh và so sánh. Nào bây giờ chúng ta sẽ chứng minh rằng có thể đó là 7 mũ 6 cộng 7 mũ 5 trừ 7 mũ 4 thì nó sẽ chia cho 55. Tiếp theo là câu B là 16 mũ 5 cộng với 2 mũ 15 thì nó chia cho 33. Đấy. Tiếp theo gọi danh sách bạn Anh Minh nào. Anh Minh con có hướng làm ở công an này bài này chưa? Anh Minh đâu? Rồi ok. Trung Hiếu nào? Trung Hiếu có hướng làm ở bài này chưa? Chưa. Bạn Đồng Mạnh Dũng có hướng làm bài này chưa? Đi rồi đây. Loan. Bạn Gia Bảo và bạn Mỹ Chi nào. Mỹ Chi có hướng làm chưa? Mỹ Chi không thấy à? Alo? Trung Hiếu nói thì sao nào? Chưa À rồi ok. Bạn Hùng Minh nào, Hùng Minh đâu rồi con? thấy. Con đây ạ. Con làm được chưa? Con đang nghĩ ạ. Bạn nghĩ à? Bạn Mai Thư nào? Mai Thư ra cho con. Mai Thư chưa ra này. Mai Thư này. Bạn Anh Thư. Anh Thư ra chưa? Được Bây giờ chứng minh này. Bây giờ các con liên quan đến cái vấn đề chứng minh chưa hết này, đúng không? Bây giờ chúng ta để chứng minh cho chú ý là như sau. Chú ý này, chúng ta bây giờ để chứng minh cho cái số A ấy nó chia cho số B này. Được chưa? Thì ta cần phải chứng minh, tức là ta cần phải chỉ ra cái điều gì? A nó bằng k gì? KB. Để chứng minh cho A chia cho B thì chúng ta cần phải chỉ ra đó là A nó sẽ bằng KB. Được chưa? Vậy thì đối với câu A đây thì chúng ta sẽ có được điều gì? Với câu A đây ta có như sau này. 7 mũ 6 này cộng với 7 mũ 5 này trừ 7 mũ 4 thì bây giờ chúng ta chưa cần biết nó chia cho 55 hay không. Thì đầu tiên chúng ta phải rút cái chung nhau ra là cái gì? Nó sẽ bằng 7 mũ 2 nhân với 7 mũ 4
cộng 7 nhân với 7 mũ mấy? 7 mũ 4 trừ với 7 mũ mấy nào? 7 mũ 4. Vậy thì nó bằng 7 mũ 4 nhân với 7 mũ 2 cộng 7 trừ đi mấy nào? Trừ đi 1. Đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng 7 mũ 4 nhân với lại 49 cộng 7 là bằng 56 trừ 1 là 55. Thì được chưa? Thì nó phải chết chứ mấy? Chết chứ 55. Đây là câu A. Các bạn hiểu vấn đề câu A chưa? Tương tự, chúng ta sẽ có câu B. Câu B của chúng ta nó sẽ là như thế nào? Đó. Phương Thảo câu B làm nào con? Con thấy là câu B. Con thử xem đề bài. Ừ. 16 mũ 5 cộng với 2 mũ 15 thì chứng minh nó chia cho 33. Thì viết câu B cho bên này cho nó rộng nhá. 16 mũ 5 mà cộng với là 2 mũ 15 thì nó bằng bao nhiêu? Đó. Nào Phương Thảo, tiếp tục đi con. Con thấy là 16 mũ 5 cộng 2 mũ 15 thì nó sẽ bằng là 2 mũ 4 cho ngọc mũ 5 cộng 2 mũ 15 bằng 2 mũ 10 cộng 2 mũ 15 tức 20 cộng 2 mũ 15 bằng 2 mũ 15 nhân với 33 và chia cho 33. Rồi. Vậy thì ở đây các con lưu ý như sau này. Ta có như sau. Mười sáu mũ năm đúng không? Thì bằng 16 thì bằng 2 mũ mấy? 2 mũ 4 à? Đúng không? 16 phải bằng 2 mũ 4 không? 2 mũ 4 mũ 5 cộng với 2 mũ 15 thì nó sẽ bằng 2 mũ mấy? 20 cộng với 2 mũ 15. Đúng chưa nào? Vậy thì bây giờ thầy lấy 2 mũ 15 ra ngoài, bên trong nó còn 2 mũ 5 cộng mấy nào? Cộng 1. Được chưa? Thì nó sẽ bằng 2 mũ 15 nhân với lại là 2 mũ 32 cộng 1 thì nó bằng 2 mũ 15 nhân với 33. Chia hết cho mấy? 33. Đây chính là điều mà chúng ta phải chứng minh. Được chưa? Đây chính là điều mà chúng ta phải chứng minh. Được chưa? Ok. Anh Thư hiểu không con? Ok. Có. Ừ. Nào bây giờ chúng ta sẽ so sánh như thầy. Bây giờ chúng ta sẽ à, chép xong cho để thầy xóa. Ơi. À, thế nếu mà trong hình sao con? Hỏi đi, hỏi gì? Hình gì? Con hỏi bài tìm x. Tìm x ở trong bài toán nào đây? Bài này gì? Hay bài nào? Trong bài cái bài mà
Nên nói xong bà con bài tập về nhà con vẫn suy hiểu một bài. Đọc đề đi xem. 9x cộng 1 trừ đi 5 nhân 3 mũ 2x trừ à bằng 324. Thời gian 24. Từ từ nhá, để thầy xem là cái phần bài tập về nhà là bài nào. Bài tập về nhà thì đọc đề xem là tìm x, bài tập về nhà tìm x gì. Nhưng mà thầy có giao về nhà không? Thầy có giao không? Trung Hiếu. Trung Hiếu đâu rồi? Sao lại bị đơ à? Trung Hiếu đâu? Ở Trung Hiếu bị ấy à? Phương Thảo bài tập về nhà có phần tìm x trong Phương Thảo ấy. Không ạ. Không có à? Thế chắc là gì? Không có. Thì chưa học chắc là thầy chưa ra. Nào bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần so sánh nào. So sánh là hai mũ à, hai mũ 160 và 4 mũ 120. Được chưa? Thì bạn bạn nào chúng ta có cái hướng làm ở bài toán này? Bạn là Giác Giác Khánh làm được chưa? Phương Thảo làm được rồi à? Ok. Bây giờ này, đối với lại là so sánh lũy thừa thì con sẽ có như sau. Khi mà so sánh lũy thừa này thì chúng ta sẽ có được cái điều gì? Khi mà so sánh lũy thừa thì chúng ta sẽ có phương pháp thứ nhất là đưa về gì? Đưa về cùng cơ số. Phương pháp số 2 đưa về cùng số mũ. Đúng chưa? Và phương pháp thứ ba ở đây là gì? Phương pháp thứ ba ở đây đó là sử dụng trung gian. Được chưa? Phương pháp thứ ba ở đây thì đó sẽ là sử dụng trung gian. Vậy thì bây giờ ta có sao? Ta có này. Thứ nhất ở đây là 2 và 4, chúng ta thấy rằng là nó cùng cơ số là 2 rồi. Đó là 4 mũ 120 thì nó bằng 2 mũ 2 mũ 120 thì nó bằng 2 mũ mấy? 240. Được chưa? Nó sẽ bằng 2 mũ 240. Vậy thì lúc này ta có như sau. Do là 2 mũ 160 nó sẽ nhỏ hơn 2 mũ 240. Được chưa? Nên chúng ta sẽ có được cái điều gì? 2 mũ 160 nó bé hơn 2 mũ 240 nên là 2 mũ 160 nó sẽ nhỏ hơn bao nhiêu? Nó sẽ nhỏ hơn là 4 mũ 120. Được chưa? Đó, đây là câu A chúng ta. Tương tự câu B. Tương tự là câu B các bạn làm thầy câu B này. Cô B. Phương Thảo ra rồi à? Ok. Phương Thảo nào? Lại là Phương Thảo nào? Phương Thảo có bên nào?
Cô B con làm thế nào? Thầy ạ, 3 mũ 2 mũ 100 và 2 mũ 3 mũ 100. Tức là ở đây là 200 và 300 này tức là chúng ta sẽ đưa về cùng số mũ đúng không? Thì có sao? 3 mũ 200 nó sẽ là bằng 3 mũ 2 mũ 100 thì nó bằng 9 mũ mấy nào? 9 mũ 100. Còn 2 mũ 300 thì nó sẽ là bằng 2 mũ 3 mũ 100 thì nó sẽ là bằng 8 mũ mấy nào? 8 mũ 100. Được chưa? Vậy thì lúc này ta sẽ có như sau. Ta sẽ gõ được đó là đây. Trời ơi, con xin lỗi vừa nãy con bị ao à. À bị ao à. Bị ao thì chẳng nghe cái gì. Rồi thằng nào ta sẽ có như sau, ta có này 9 mũ 100 lớn hơn 8 mũ 100 nên nên ta có là 3 mũ 200 lớn hơn bao nhiêu? 2 mũ 300. Đấy. Con bị ao mà, có phải tại con đâu mà phải xin lỗi đúng không? Nhưng mà nói chung là biết nói được cái từ xin lỗi nó rất là tốt. Chúng ta sẽ phải nói ra được hai cái từ, một đó là xin lỗi là một, hai là cái từ cảm ơn là hai. Hai cái từ đấy là hai cái từ rất là quan trọng khi mà chúng ta làm việc với người khác, trong cùng một nhóm bạn, trong cùng một lớp. Nhiều người các bạn, tức là có những người cái tôi người ta rất là cao, người ta không thể nói được hai hai cái từ xin lỗi. Các con xong chưa, comment xong rồi thầy chuyển bài nhá. Chơi xong thầy ơi, còn chưa chơi xong. Ok, chơi đi. Bắt đầu chép xong rồi comment xong nhá. Tiếp À, lại hả? Ôi con chụp đi, chụp đi. con đây, con chụp đây. Ừ, chụp đi rồi xong rồi đến lát nữa giờ học xong cũng có ảnh gửi vào mà. Để nó đỡ mất công. Con xong rồi. Ok. Tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đến so sánh. So sánh hai cái này. Nào bây giờ chúng ta sẽ phân tích bài toán để so sánh hai cái này. Câu A nào? Bạn nào giơ tay câu A? Bạn nào giơ tay câu A cho thầy nào? Thảo làm câu A. Câu A làm nào Thảo ơi? Con thấy thầy là âm 1 phần 2 trong âm 1 phần 2 mũ 5 trong ngọc ở mũ 100. 1/16 mà. Âm 1 Đây. 16/2. phần 16 bằng âm 1 phần 2 mũ 400 sẽ lớn hơn âm 1 phần 2 mũ 500. Rồi bây giờ thầy nói như sau này.
Con lưu ý sau các con nào. Các con nhá. Trừ 1 phần 16 mũ 100 thì nó bằng 1 phần 16 mũ mấy? Mũ 100. Được chưa? Trừ 1 phần 16 mũ 100 thì nó bằng 1 phần 16 mũ 100. Vậy thì nó sẽ bằng 1 phần bằng 1 trên 16 mũ mấy nào? 16 mũ 100. Đồng ý không? Vậy thì nó sẽ bằng 1 phần mấy? 2 mũ 4 mũ 100. 1 trên 2 mũ mấy nào? 2 mũ 400. Được chưa? Tiếp theo. 1 phần 2 trừ 1 phần 2 mũ 500 thì đó 1 trên 2 mũ 500. Đúng không? Do này. 2 mũ 400 nó bé hơn 2 mũ 500. Nên ta gọi là 1 phần 2 mũ 400 nó sẽ lớn hơn 1 phần 2 mũ 500. Đúng chưa? 1 trên 2 mũ 400 nó sẽ lớn hơn 1 phần 2 mũ 500. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có được đó là trừ 1 phần 16 mũ mấy? 100. Nó sẽ lớn hơn bao nhiêu? Nó sẽ lớn hơn đó là trừ 1 phần 2 mũ mấy nào? Mũ 500. Đó. Đối với lại là câu B thì con sẽ ghi cho thầy một cái chú ý như sau. A mũ trừ M thì bằng 1 trên A mũ M. Được chưa? Vì sao nhỉ? Vì sao? Vì A mũ trừ M nhân A mũ M nó bằng A mũ trừ M cộng M là bằng A mũ 0 bằng 1. Đúng không? Thì khi mà A mũ trừ M nhân với A mũ M bằng 1 thì các con sẽ có ngay được đó là A mũ âm M nó bằng 1 trên A mũ gì? A mũ M. À, ơi. Kia là A mũ 400 nhỏ hơn 2 mũ 500 mà xuống dưới lại 1 phần 2 mũ 100 lại lớn hơn. À ừ, bây giờ thầy nói như sau này, con chú ý nhá. Bây giờ thầy hỏi này. 3 nó có nhỏ hơn 5 không? Đúng không? Có. Vậy thì bây giờ thầy lấy đưa vào thì 1 phần 3 nó có lớn 1 phần 5 không? Có lớn không? Lớn hơn không? Hiểu chưa? Đấy. Tốt. Trung Hiếu có một cái rất là hay là khi cái chỗ nào con chưa hiểu thì con sẽ hỏi luôn. Ok, các con ghi cái này vào cho thầy. Để chúng ta sẽ làm câu B. Ghi xong đi cái này là để làm câu B nhá. Câu B nào, bạn nào làm câu B nào. Tiếp tục. Thầy gọi tiếp tục nào. Bạn Vũ Gia Khánh. Vũ Gia Khánh làm được câu B chưa? Chưa. Bạn là Minh Châu. Minh Châu làm được câu B chưa? Chưa. Cái chú ý này con chép xong chưa nào? Chú ý là xong chưa?
Vậy thì bây giờ ta gọi như sau, ta gọi rằng là 3 mũ trừ 200. 3 mũ trừ 200 thì nó sẽ bằng mấy nào? Nó sẽ bằng 1 trên 3 mũ 200. Mình đưa xuống như này. Đúng chưa? Và lúc này các con sẽ có rằng là 2 mũ trừ 300 nó sẽ bằng mấy? Nó sẽ là bằng 1 trên 2 mũ 300. Được chưa? Đó. Hiểu vấn đề chưa? Vậy thì lúc này các con sẽ có như sau. Cái này là cái các con phải nhớ nhá. Ở lớp 6 thì nó không có cái này, nhưng lớp 7 nó sẽ có. Ta gọi như sau. Ở đây 1 trên 3 mũ 200 thì nó bằng 1 phần 9 mũ 100. Và anh này nó bằng 1 phần mấy? 1 phần 8 mũ 100. Đúng không? Vậy ta gọi như sau. Ta có nha. 9 mũ 100 nó sẽ lớn hơn 8 mũ mấy nào? 8 mũ 100. Được chưa? 9 mũ 100 lớn hơn 8 mũ 100. Vậy thì bây giờ khi mà 9 mũ 100 nó lớn 8 mũ 100 nhá, thì con lấy nghịch đảo này. Đó là 1 trên 9 mũ 100 nó sẽ bé hơn 1 trên 8 mũ mấy nào? 8 mũ 100. Có đúng không? Vậy lúc này các con sẽ có đây là 1 trên 3 mũ 200 nó sẽ nhỏ hơn 1 phần 2 mũ 200. Có đúng không? Đúng đúng không? Vậy lúc này các con sẽ có rằng là 3 mũ âm 200 nó nhỏ hơn 2 mũ âm 300. Được chưa? Đây chính là kết quả cuối cùng của chúng ta. Ở đâu, tên đồ âm ở đâu rồi? Cái gì con? Trên xuống dưới kia thì dấu âm đâu rồi? Đây hả? Không, ý con là tên tất cả bên kia và tên đồ âm ở đâu ra rồi. Đấy, thầy vừa các con lại có ghi chú ý thầy chưa, đó là a mũ trừ m này. Ta bằng 1 trên a mũ m, ok, ghi vào nhá. Không sao, không sao, không sao hết. Được chưa? Đấy. Thầy có nhiệm vụ phải nhắc lại những gì mà con quên mà, miễn làm sao đừng quên nhiều quá được. Đúng không? Những cái gì chúng ta quên thì chúng ta phải ghi lại để lần sau chúng ta không bị quên nữa. Ok chưa nào, để thầy chuyển bài nào. Ok. Hết rồi đúng không? Không thiếu bài để làm. Tiếp tục nào. Xong chưa, để thầy xóa bảng. Thầy Nam xong rồi, chấp xong cho con. Được rồi ạ. Ok. Bây giờ thầy sẽ cho thêm một số bài ở đây. Ta có nào. Bây giờ thầy sẽ có một số ví dụ thầy như sau. Ví dụ thầy sẽ lấy ở trong phần bài tập về nhà ra. Ví dụ nào. Chứng minh rằng a nó bằng 81 mũ 7 trừ đi 27 mũ 9 trừ đi 9 mũ 13. Nó chia hết cho mấy? Chia hết cho 405. Ví dụ theo của chúng ta, cho a bằng
17 mũ 2012 cộng 11 mũ 2012 trừ đi 7 mũ 2012. Được chưa? Tìm chữ số hàng đơn vị của A. Tìm chữ số hàng đơn vị, tức là chữ số tận cùng của A. Để cho nó liên quan đến chữ số tận cùng của lũy thừa. Các bạn là làm về hai ví dụ này. Được chưa? Đó. Đây là cái phần bài số 18, bài số 18 trong bài tập về nhà thầy sẽ hướng dẫn trước. Bây giờ câu A của chúng ta sẽ làm như nào? Câu A chúng ta sẽ làm như nào? Nào bao nhiêu? Thầy ơi, con đi vệ sinh. Con xin phép thầy, con đi vệ sinh ạ. Nào bây giờ câu A của chúng ta nào. Bạn nào, bạn Phương Thảo làm câu A thầy nào. Câu đưa thầy là 81 mũ 7 của A là 28 mũ 28 3 mũ 27 trừ 3 mũ 26. 3 mũ 26 nhân với 3 mũ 2 trừ 3 trừ 1. 3 mũ 26 nhân 5 chia cho 405, vậy 3 mũ 22 nhân 3 mũ 4 nhân 5 bằng 3 mũ 22 nhân 405 chia cho 405. Ok, bây giờ cái phương pháp ở đây là chúng ta sẽ đưa về cơ số mấy? Đưa về cơ số 3. Đúng rồi, chúng ta sẽ đưa về cơ số 3. Được chưa? Chúng ta sẽ đưa về cơ số 3. Vậy thì bây giờ khi mà chúng ta đưa về cơ số 3 thì làm sao? Khi mà chúng ta đưa về cơ số 3 ở đây này thì nó sẽ có như sau. Đó gọi là 8 mũ 7 thì bằng 3 mũ 4 mũ 7 là bằng 3 mũ mấy nào? 28, đúng không? 27 mũ mấy nào? 27 mũ 9 thì bằng 3 mũ 3. Tất cả mũ mấy? Mũ 9 thì bằng 3 mũ mấy nào? 39 mũ 27. Đúng không? 9 mũ 13 thì bằng 3 mũ 2 mũ 13.
thì bằng 3 mũ mấy nào? 3 mũ 26. Được không? Nó sẽ chính bằng 3 mũ 26. Vậy thì lúc này ở đây ta sẽ có là ở đây a à, đây nó bằng bao nhiêu? A nó sẽ bằng 3 mũ 28 trừ 3 mũ 27 trừ 3 mũ 26 chia hết cho mấy? À, bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng lấy 3 mũ 26 ra ngoài đúng không? Đúng Phương Thảo? Đúng thật là đúng thẳng. 3 mũ bằng 3 mũ 26 ra ngoài nhân với là 3 mũ 2 trừ 3 trừ 1 bằng bao nhiêu? Bằng 3 mũ 2 là bằng 9, bằng 5 nhân với là 3 mũ 26. Bây giờ các con lưu ý rằng là 405 mà chia cho 5 bằng bao nhiêu? Các con nháp có thể 405 chia 5 bằng mấy? 405 chia 5 bằng mấy nào? 8 mấy? 81 chưa? 81. Vậy thì bây giờ A ở đây nó sẽ bằng này, 5 nhân với lại là 3 mũ 26. Vậy thì nó bằng 5 nhân với 3 mũ 4 nhân với lại là 3 mũ 22 chưa? Được chưa? Có đúng không? Vậy ở đây nó sẽ bằng 5 nhân với lại là 81 nhân với 3 mũ 22. Vậy thì bằng 405 nhân với 3 mũ 22 thì nó sẽ chế cho mấy? 405. Đây chính là gì? Điều phải chứng minh. Được chưa? Ok. Các con có hiểu không? Trung Hiếu. Ừ. Ra khá hiểu không? Có. Mai Thư, anh Thư có hiểu không? Có. Ừ. Câu A các bạn xong chưa, để chúng ta sang câu B nào. Ok, mấy giờ lấy nhỉ thầy? Thì chúng ta làm xong câu B này chúng ta sẽ giải lao.
Thầy xóa bảng được chưa? Câu B nào? Câu B bạn nào làm được? Cái biểu tượng A là chúng ta ở đây nó liên quan đến cái chữ số tận cùng của một lũy thừa. Được chưa? Ở đây nó sẽ liên quan đến chữ số tận cùng của một lũy thừa. Vậy thì ta có như sau. Ta có cái biểu tượng A đây này. Nó bằng 17 mũ mấy? 2 cộng 12 cộng 11 mũ mấy nào? 2 cộng 12 trừ 7 mũ mấy? 2 cộng 12. Được chưa? Đó. Vậy thì ở đây nó sẽ bằng bao nhiêu? Chữ số tận cùng là bằng bao nhiêu? Bạn nào biết làm? Phương Thảo à? Phương Thảo làm nào? Thầy là chữ số tận cùng của A là 3. 3. Con làm thế nào mà ra bằng 3? Thầy làm 17 mũ 2012 thì nó sẽ bằng là 17 mũ 2 mũ 1 1906. Thế bằng phương pháp à? Ok, bây giờ để thầy nhắc lại cái phương pháp như sau. Ta có là các cái số có tận cùng là bao nhiêu? Các số có tận cùng ở đây là 0, 1, 5, 6. Thì khi chúng ta nâng lên lũy thừa bao nhiêu, nó cũng sẽ không thay đổi về chữ số tận cùng, đúng không? Tiếp theo, các số ở đây, các số còn lại, bây giờ chúng ta sẽ đưa về nhóm 4 hết. Các số là còn lại này, 0, 1, 5, 6 thì sẽ có từ 2, 3, 7, 8, 4, 9. Thì ta đưa về nhóm 4 thừa số, được chưa? Nhóm 4 thừa số. Được chưa? Hay dưới cái dạng là lũy thừa 4, là dạng 4K đấy, được chưa? Bây giờ dạng 4K. Vậy thì lúc này ta có 2012 chia 4 thì bằng 503, đúng không? Vậy A nó sẽ bằng này, ta có là 17 mũ này, 2012 thì bằng 17 mũ 4, 17 mũ 4 mũ 500 lẻ mấy? 503. Mà 17 mũ 4 thì bằng 17 nhân với lại 17 nhân với 17 nhân với 17 mũ 503. Các bạn lưu ý này, 7 nhân 7 là mấy? 49. 77 49, 99 là mấy? 81. Có đúng không? 7 x 7 là bằng 49, 77 49 trên 81. Vậy tận cùng của nó sẽ là mấy? Là 1 mũ 503. Thì nó sẽ có tận cùng là 1. Được chưa? Tương tự như thế, 11 ở đây. 11 của chúng ta ở đây nó sẽ có tận cùng là bao nhiêu? 11 ở đây nó sẽ có tận cùng là mũ 2012. Thì đây 0156 mũ bao nhiêu thì nó đều không thay đổi chữ số tận cùng. 1. Tiếp theo, 7 mũ 2012 thì nó cũng sẽ 7 nhân với 7 nhân 7 nhân 7. Mũ mấy? Mũ 503. Thì 7 nhân 7 là 49. 9981 thì nó tận cùng của nó cũng là 1, mũ 3. Lại 3 thì nó tận cùng là mấy nào? Là 1. Được chưa? Vậy lúc này chúng ta sẽ có rằng là A chúng ta ở đây nó sẽ bằng một số có tận cùng là 1 cộng một số có tận cùng là 1 trừ một số có tận cùng là 1 thì tận cùng là mấy nào? Là 1. Được chưa? Con hiểu chưa? Ừ. Anh Thư hiểu không? Anh Thư. Ok. Có. Trung Hiếu hiểu không? Ừ. Đơn giản đúng không? Học toán với thầy có thấy đơn giản không? Học toán thầy có thấy đơn giản không? Bình thường. Dễ hiểu mà. Đó, quan trọng nhất là chúng ta hiểu được và ta biến thành cái gì của mình. Ok chưa? Bây giờ về nhà nào.
12, 13, 14, 15, 16. À. Bắt đầu bình thường. Mười hai thôi, 12 bỏ đi, 12 dễ quá, tự làm. 13, 14, 15, 16. Tất cả những bài này nó liên quan đến phần tính toán nhỉ? Các con lưu ý. Các con lưu ý bài tập. Thầy, thầy bài 12, 13, 14, 15 làm gì? Đâu? 13, 14, 15 rồi. À, 13, 14, 15 làm rồi à? À rồi rồi thì nhầm. Cái là 16. Nhầm. Quên thì nhầm. Từ trước rồi. 16 là 1. 17 là 2. Có 18 mình mới chữa xong. 18. 19. 19 thì chúng ta sẽ có cái phần so sánh là 3 mũ 21 và 2 mũ 31. Vâng. Ra mình tự nghĩ để làm nhá. Ok, các bạn nghỉ giải lao một chút thì lát thầy Hà vào thầy dạy nha. Ở đây từ từ. Sao? Ở đây cái bài và lấy câu hỏi thì như nào thầy? Ba câu hỏi thầy đã giao về nhà đâu? Thầy đã giao các bài tập về bài nhà. Thầy nghỉ bao nhiêu phút hả thầy? Nghỉ à, vâng. 10 phút. Bài câu hỏi thầy đã giao về nhà đâu? Bài 16 đấy à? 16 với 19 ba bài. Không, trong cái câu C đấy ở trong bài 16 hả? 16. À. Không, câu C thầy ra về nhà thì không hỏi, phải làm chứ. À vâng. Phải suy nghĩ làm đi. Trong cái buổi sau sẽ có cái phần chữa nha.